Unleash the beast within. Hello, xin chào các bạn đã đến với channel Game và Vlog. Hôm nay anh sẽ cầm vị tướng Arum làm một clip về vị tướng Arum. Hello anh em nha, chào tất cả anh em đã xem livestream của anh và hôm nay anh sẽ làm một clip về vị tướng Arum. Và sau đây là cái build đồ của anh, build đồ để đi phá rừng, cướp rừng. Anh thường đi build đồ này, anh em nào xem thì anh em tham khảo nha. Bây giờ lần đầu tiên vừa vô là chúng ta phải qua phá blue nha anh em. Anh thường đi cấp bốc phá blue. Và anh vừa qua thì anh gặp bạn Amelie đang núp trong bụi để đợi anh qua chơi solo chứ khô máu luôn này mà chơi. Hồi nãy ở ngoài anh có ba đứa luôn này mà chơi luôn. Lúc đầu ở ngoài là anh đã comment lên rồi nè. Comment anh kêu nó qua nó phá bụi với anh mà nó không chịu đi, đi bơ vơ bỡ vỡ giữa khung trời lạc lõng. Bây giờ tiếp tục chúng ta đã về tế đàn và bây giờ anh đã hồi sinh ra. Đây là build đồ của anh nha anh em. Giờ cấp bùa thất bại rồi anh em à. Cái nội đó hồi nãy ra comment mà chắc nó bị mù chữ á, quay blast mù chữ sao anh em à. Ôi đây là cái build đồ phụ trợ của anh nè. Đây cái build đồ này là build đồ này anh em xem được thì anh em tham khảo xem thử nha anh em. Bây giờ tiếp tục vào trận đấu nè anh em. Thì hôm nay anh sẽ cầm Arum đi cùng với Violet. Team anh có King Gross thì nó cũng hơi đi rừng cũng hơi ngon anh em à. Đây nè, cái con chim nè, Violet ơi, con chim, cái nội ơi, sợ cái con này là con gì? Con thằng lằn anh em à, con thằng lằn. Nó thấy anh ăn con thằng lằn mà nó không chịu lợi phụ anh em, nó đứng ngồi đó tính đánh solo với chủ dân chơi mà khô máu với Amelie luôn nè. Đây là cái phụ trợ phù hiệu của anh em. Phù hiệu anh em thấy được thì anh em chơi nha anh em. Anh thấy nếu mà tham khảo được thì anh em chơi nó rất là trâu bò trâu chó luôn em à. Này anh đi với con quái red này chắc nó không hợp rồi anh em. Không hợp luôn. Tiếp tục đến làm ăn cái con rồng. Rừng mình đâu rồi? Rừng đây rồi. Có thêm mà nội Karasi nó hỗ trợ nữa, con bướm sinh, con bướm đa tình. Bây giờ tiếp tục ăn con chim xong rồi ra mình đẩy đường này, cố gắng đẩy đường nha. Rồi mình có con ti là tụi nó sống không nổi đâu anh em à. Sống không nổi anh đâu nha. Anh là anh sai đẹp trai nè anh em. Anh em thường gọi anh là anh sai đẹp trai này, vô chơi rất trâu trụ luôn. Anh đang nhìn ở trên xuống, anh đang nhìn thấy trên xuống thì thấy trên bản đồ thì nó vừa xuống là anh thả trận đầu trước dụng con tiên ôm vô Amelie. Anh tóc biến là mấy phát không kịp. Anh thả thú lại dính đường Amelie lúm lụm lúa nè, quay lợn chơi với nè. Bảo kê như này mới gọi là bảo kê nè, quay lợn bật được cái giáp cho cái con Wavelet thì mình thả thú người nữa lụm lúa double kill cho mà anh luôn. Anh đi đi B có tâm luôn em. Không về, cái đó là không về, quay lại chơi nó luôn, không về. Đâu mà ngồi quanh heo nó tự đâu hai đứa luôn à, chứ sao là chắc sống không nổi với tụi nó rồi. Từ ơi nó quẹt. Ô. Qua đó mình còn HP là anh thỉnh cần được nha em. Cũng hơi khó chịu cái pha đó thì anh cũng hơi tham lam nên mới lên luôn tới trên tế đàn.
Kèo này có 1 triệu dân thì nó hơi khó, 1 triệu dân nếu xanh sao thì hơi khó anh em. Rồi lời nói đầu tiên luôn, lời nói đầu tiên cũng chúc anh em được nhiều sức khỏe để xem livestream của anh em. Nếu anh thấy bình luận mà thấy có gì không được anh em bỏ qua và nhận xét và để anh cải thiện hay hơn nha anh em. Tiếp tục đi bảo kê cho Wildblade anh em à. Vị tướng Arum là vị tướng tủ quá nè. Anh thích chơi Arum biết sao không? Đưa cái đầu ra cho người ta quánh không anh em à. Với nó trâu bò, trâu chó đó anh em. Nó cũng lâu chết chơi được. Giờ ra mid cho phụ mid nè. Bây giờ là mình ra mid, mình phụ mid nè. Phụ mid. Cái con Natalia thì nó hơi khó chịu nha. Nó hơi khó chịu, nó dục cái cục làm chậm á. Cái cục làm chậm mà nội vô nó chạy không có được. Không có được, không có chạy ra được. Giờ tiếp tục anh xuống anh sẽ chết map, chết bụi, chết lùm. Chết lùm rồi có ai núp lùm như 1 triệu dân núp lùm rắn gõ quay red một cây một là em. Còn ông nội quay red bà cục bà nội đó mới làm gì cũng đó. Ôi bị mù mắt anh em ơi, bị mù mắt. Trời lỡ đường nào cũng chết anh em, đừng nên về. Khoan anh em chạy đừng cũng chết. Mà anh em đánh cũng chết. Bị mù mắt pha đó, ba đứa nó lao nó đập hội đồng. Đập hội đồng nó chạy không kịp. Còn Wildblade thì nó không chịu xuống đẩy phụ lính. Mà lên trễ nó đẩy phụ rừng. Bà mợ nó thiệt chứ. Nóng quái đái thiệt chứ. Rồi tiếp tục lên tới đàn tiếp tục. Bắt đầu hồi sinh ra rồi mình đi ra đường rồng tiếp. Cứ hồi sinh ra là mình đi đường rồng tiếp nha anh em. Nếu mà anh em trong giao tranh á, anh em đánh trong giao tranh á, thì anh em đừng có nên thả thú ra nha anh em. Cố gắng chừng nào mà bí lắm anh em mới thả thú nha. Còn thú là đó để hồi máu cho chúng mình. Hồi máu cho chúng mình. Giờ tiếp tục farm. Farm và farm Wildblade đâu rồi bà ơi. Nó đang đánh nhau. Mình đang đẩy lẻ anh em. Nó đánh nhau, mình đang chờ đẩy lẻ. Ok không? Ơi tem bạn chết 3 rồi, quân ta chứ mới chết 1 anh em. Double kill cho bạn King Gross. Bạn này top 1 King Gross luôn, thấy quen anh. Không biết phải bạn ấy có làm kênh YouTube nào không biết, thấy để top 1 King Gross là thấy ngon rồi. Trên đó đánh nhau thì mình dưới đây mình đẩy trụ. Cứ trên đó đánh nhau mình đẩy trụ. Ok. Tiếp tục đẩy lính. Rồi Wildblade ra hỗ trợ rồi nè. Wildblade qua hỗ trợ cái pha này rồi. Ê 1 triệu dân giờ nó thọt chơi luôn Wildblade đó. Chơi đi em, anh có OT rồi, anh có luôn cái giáp cho em luôn. Em về đi, đúng rồi lộn qua về. Hết mana, hết ulti, tự Natalia chơi pha nó khó chịu, diễn chục cục đó xâm mình nhỏ luôn rồi. Lạng lách đánh giỏng nè, bây giờ lạng lách đánh giỏng mình vòng làm chơi khô máu nè. Ê con Amelie xuống. Amelie không có Amelie là chơi được, không có Amelie là chơi được. Pha này chắc lên tới đàn luôn anh em à. Bà đứa vô chỗ chơi không lại nữa. Bà đứa nó hấp diêm. Rồi tiếp tục lên tới đàn, bắt đầu mình hồi sinh ra tiếp. Mình hồi sinh ra tiếp là bắt đầu mình lên mình chơi tiếp, mình lên hỗ trợ đường mía tiếp. Mình hỗ trợ đường mía tiếp xong rồi mình đi lên, mình đẩy luôn cái nhà chính nó tiếp. Natalia. Có Natalia nên em cẩn thận nha anh em. Nó chón mà cũng hơi khó chịu anh em à. Nó chón rất là khó chịu anh em. Ulti thôi cho mày, ulti island. Nó vừa ulti là anh vừa bật ulti là nó chém cái nó phản đòn. Ok, nhìn cân 2, cân 3, cân 4, Wildblade chạy cống giò luôn. Gì thằng quanh heo, nó lộn quanh heo. Ôi cho tranh chơi được, ổng áp trận này chơi được. Anh em nhìn thấy hồi máu khủng khiếp anh em. Lụm lúa một mạng nữa. Thả thú nữa. Ôi quá đẹp đó, bất khề cho Arum luôn. Arum. Quá đẹp đúng rồi nè, quá đẹp. Quân bạn chết sạch. Trời trận này còn gì nữa không win. Nếu mà không win chắc xóa game nghỉ liền anh em à. Xóa game nghỉ liền. Ôi bạn Triệu Dân ơi, chơi được. Dùng ulti trói là một đứa nè. Xong bắt đầu mình hồi HP nè, à, nó chém khó quá nè, cái pha nó hơi khó. Các bạn Alien nó chém hơi khó chịu anh em à. Trước hết mà thấy có Natalia, thì chúng ta lên luôn cái giáp mà cái gì, cái hương chân trôi vậy anh em, hương chân trôi. Bà cố rồi cái giáp đó nó trâu bò mới chơi lại bạn Natalia nha anh em. Natalia này chơi cũng ít cắt anh em, để cho nó chết nó có tự nhiên. Nó chết nó sao có tự nhiên, xong nó hồi sinh tự nhiên. Chứ chơi mình cắt ghép quá cũng không được. Mình phải chơi cho nó chết rồi nó hồi sinh tự nhiên. Tại mình đang tranh đấu này con rồng rồi đó, giờ anh chơi nè, anh chuẩn bị nè.
còn một máu thôi nè. Tốc biến lên, tốc biến là ôm thẳng vô quanh heo, quanh heo, quanh heo, quanh heo, chạy được không? Quanh heo, quanh heo chạy được nè. Trời ơi cái pha đó con Karasi nó lại chơi, lại chơi được cái con rợ Karasi quanh lại dở hỏng nó lên, nó sậm nậu rồi. Giờ còn có mình Natalia chơi nó luôn, chơi khô máu luôn nè. Giờ mới có con thú và ăn thú là nó sậm nậu nha nè. Pha này nó không sống nổi nha anh em nè, sống nổi đâu nè. Chơi luôn hai cân hai qua này, cân hai qua này chơi được, chơi được, chơi được, chơi được, chơi được. Ồ đó anh em cố gắng từ từ nha, mình còn ít HP, anh em cứ để con thú lại nha anh em. Ôi có con Island nó chạy 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 cho lẹ. Island nó khó chịu lắm anh nè, Island nó cái đam nó không chơi được. Ôm được tiểu dân lụm lúa luôn, lụm lúa, lụm lúa, lụm lúa rồi nó dùng ulti lại không có đường về, không có đường về pha này, không có đường về. Cái pha đó anh thấy Island là thấy biết chuẩn bị về tới đàn, thấy Island là chuẩn bị biết về tới đàn nên anh cũng chuẩn bị tâm lý trước, tâm lý là cái pha đó đường nào cũng chết, chúng ta không nên chạy nữa, chúng ta chạy thì chúng ta cũng vô vọng rồi anh em. Bắt đầu con King Groth nó ra, nó đâm thẳng vô đồng địch và Groth nó hồi sinh quá dữ anh em ạ, nó hồi máu quá dữ, cuối cùng nó cũng bị Island, cuối cùng nó cũng hạ được Island và cuối cùng quanh heo đưa nó về tế đàn. Tem bàn chết 4, còn có mình Triệu Dân lật đật thấy vậy bỏ chạy. Anh vừa hồi sinh ra thì anh đâm thẳng lên, đâm thẳng lên nhà chính của tem bạn để coi có thể win luôn pha này hay không, và chưa win được anh em ạ. Mới đẩy được một đường lính siêu cấp thôi, không thể win được. Lúc đó thì Triệu Dân nó vừa ra và Natalia cũng vừa ra, nên bây giờ bắt đầu anh bỏ về từ từ, lính nó vừa lên, lính nó vừa lên thì anh bỏ về, bỏ về đi theo Wildlet bảo kê nữa anh em ạ. Nếu mà không bảo kê nữa đó, không bảo kê nữa thì lắc thế nào cũng bị chửi. Arum mà đi đâu mà cờ cờ, nó vậy đó, cờ cờ mà không biết cờ cờ là cái gì anh không biết. Bây giờ bắt đầu tốc biến rồi, tốc biến ôm thẳng vào Natalia, Natalia bốc hơi với Arum, tiếp đến lộn nhây nhây giữa ba đứa luôn, ba đứa chơi được, pha này chơi được, vẫn còn một cái giáp, vẫn còn, vẫn còn một cái giáp nữa anh em. Thả thú đó nè, thả thú nhưng chụp không kịp anh em à. Pha đã chụp kịp là Island đã lên bảng điểm số với anh liền. Ê đi đâu, đi đâu chạy lạng, trời ơi trời, pha này đi mà sao mình không thấy con heo trời. Ôi trời, mày tham thì mày chết, mày tham thì thăm. Mày thấy tao ít ít HP mày dí thì mày quýnh. Không dễ ăn đâu nhé, không dễ ăn đâu nhé. Tiếp tục về tế đàn xong thì bắt đầu anh đi thẳng lên tế đàn của tem bạn. Bắt đầu anh đi thẳng lên tế đàn của tem bạn và coi thử ở trận này có win nữa không nha anh em. Có thể đẩy win luôn được thì mình đẩy luôn. Tiếp tục anh đi thẳng lên tế đàn mà không biết có lên kịp hay không. Không biết lên kịp để hỗ trợ đồng đội hay không. Chắc là lên kịp anh em à. Rồi chúng ta sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây anh em à. Cảm ơn anh em đã xem live stream của anh mấy buổi trước và hôm nay làm một clip về Arum. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại những clip sau. Bây giờ nó âm nó hơi trầm lại rồi anh em à. Bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại. Bye bye.